Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức COVID-19 mới nhất mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tình hình COVID-19 tại thành phố Hà Nội. Vào tối ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông tin Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua sàng lọc lần một tại huyện Mỹ Đức. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, bệnh nhân là nam giới sinh năm 1982, địa chỉ tại Mỹ Đức là lao động tự do. Ngày 13 tháng 6, bệnh nhân đi cùng một người tên D sinh năm 1988, địa chỉ tại Thi Sơn, Kim Bản, Hà Nam, từ Hà Nội và huyện Hoàng Mai, à, Nghệ An để bán xe cho khách. Sau đó thì bắt xe đi về Hà Nam trong ngày. Buổi tối, bệnh nhân ngủ lại tại nhà anh Đê. Ngày hôm sau, bệnh nhân về nhà và không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ và ba con. Đáng nói là anh Đê là một người buôn bán xe tải máy xúc, có triệu chứng bệnh từ ngày 1 tháng 7, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nam làm xét nghiệm PCR dương tính ngày 5 tháng 7. Theo CDC Hà Nội, ngày 23 tháng 6, bệnh nhân ở Mỹ Đức nói trên cùng với vợ và con đến nhà bố mẹ vợ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đến 23 giờ đêm thì về nhà. Ngày 28 tháng 6, bệnh nhân xuất hiện là sốt nhẹ, đến ngày 5 tháng 7 vẫn còn sốt, ho và đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, được xét nghiệm test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, xét nghiệm cho kết quả dương tính sàng lọc lần 1. Mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định. Kết quả điều tra cho thấy bốn người đi cùng trong gia đình, vợ và ba con đều có kết quả nghi ngờ bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm nhanh đều cho kết quả dương tính. Hiện tại mẫu bệnh phẩm của bốn người trong gia đình bệnh nhân đã được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để xét nghiệm khẳng định và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã cử đội cơ động xuống thực địa để phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức tiến hành điều tra và khoanh vùng xử lý dịch.